Biết Phượng xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Biến cố 9-11, 17 năm về trước đã đem đi gần 3.000 sinh mạng của những người New York, Pennsylvania và Pentagon. À, tại Pentagon có một người kỹ sư Việt Nam tên là Nguyễn Ngọc Khang và anh ra đi để lại một cậu bé tên là Nguyễn Hồ Ngọc An, lúc đó được 4 tuổi. Hôm nay Biết Phượng có dịp phỏng vấn em Nguyễn Hồ Ngọc An. Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây cô Phượng chào Ngọc An chào cô Phượng xin chào quý vị vào lúc 4 tuổi An có những cái kỷ niệm gì về ba và những ngày đầu tiên Father's Day Thanksgiving Christmas không có cha bên cạnh con nhớ ba con thường đặt đặt con trên trên vai shoulder của ba con con rất là thích và được được ngồi được ngồi trên cao Uh, con cũng nhớ ba con chơi chơi đàn guitar cho con hát những bài mấy, mấy bài uh, ni đồng văn đồng Barney hoặc là mấy mấy bài của mấy phim, Walt, mấy phim Walt Disney tối tối ba con ba con thường ngồi đàn guitar ở ở phòng khách và chơi mấy bài hát Việt Nam sau khi ba con mất trong trong những ngày lễ con cảm thấy rất buồn con cô cô giáo cô cô giáo giúp các bạn con làm thiệp cho 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 cha của họ riêng con cô giáo chỉ con làm làm thiệp cho cho ông ngoại giờ dạ, và ông ngoại đầu tiên cũng dạy dạy con và họ con dạy tiếng việt về học việt ngữ và học, văn văn hóa việt nam sau khi sau khi ông ngoại mất gần gần mấy năm con muốn con tiếp tục học tiếng việt Cô Phương biết được có một thời gian cô muốn trở thành phi hành gia astronaut. Tại sao? Bởi vì lúc 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 đó mất con, con không biết hiểu tại sao ba, ba đi làm không có về. Con trở hoài, cho hoài và con khóc rất là nhiều. Mẹ nói với con là bà đã lên trên trời thời gian lâu. Con ước mơ muốn thành một phi hành gia và có thể lên không gian tìm ra ba con. Uh, sau khi ba, sau khi con lớn lên con đã hiểu lý do tại sao ba con mất cân và con, con con bây giờ con không có thể nào làm phi hành gia được bởi vì con bị con thị quá, quá nặng nhưng con con cũng có thể làm việc khác cho ba con hành những hành nhận cho con cô được biết con mới con mới vừa được 21 tuổi À, hiện giờ con đang học ở đâu và cái ngành học của con là ngành gì tại sao? Dạ, dạ con với đời 21 tuổi. Hiện giờ con học uh, năm thứ tư ở trường, trường đại học George Mason University ở Fairfax, Virginia. Con học về công nghệ thông tin, information technology. Bởi vì thăm, tất cả thông tin trên thế giới bây giờ là trên trên internet nên vì vậy con muốn uh, để mà giữ lại mấy cái thông tin quan trọng cho cho xã hội và thứ vì vậy con rất là muốn đóng góp cho cho xã hội con mới đọc đơn cho chương trình Accelerated Masters về Software Engineering và cybersecurity Security ở trường đại học George Mason. Chương trình Accelerated Masters này sẽ cho con lấy bằng cấp Masters nhanh hơn chương trình bình thường cô được biết con rất là tích cực tham gia những sinh hoạt cộng đồng và cô đã thấy con đóng trong một cái hoạt cảnh gọi là mẹ bồng con à, hôm mùa Tết. Cái đó có phải là ý của mẹ con hay là tự con lớn lên con muốn tìm nguồn gốc của người Việt Nam mình, những cái văn hóa Việt Nam? À, Lần đầu là ý muốn của mẹ con khi con lúc còn nhỏ, mẹ đặt đặt con đi uh, hướng đảo Việt Nam và và tham gia những sinh hoạt cộng đồng. Nhưng khi con lên, thì đây là thành là ý muốn của con. Và uh, con đã sắp xếp bây giờ cho cho tham gia trong cộng đồng. Là vừa đi học vừa đi và làm. vừa đi học vừa đi làm đúng rồi. Rồi còn thực tập những cái hoạt cảnh đó. Dạ đúng. Con nhớ lần đầu tiên năm 2005, lúc còn 7 tuổi, con đọc vài... Uh, vai trong thăm trong tâm Asia. À cô nhớ rồi con đóng vai cho một đứa bé được cô ca sĩ Thanh Tuyền dạ, ôm đúng. con ông phải con, không? Ông con với uh, với em Tần Nhân. Sau đó thì con con thường tham gia và nghề cho không đồng Gia Long của Văn nghệ của gia, trong, Long, vàng, của vàng, gia Long của trường đây, Gia Long. Cái hoạt cảnh mà cô, cô Phượng gặp con vàng, đó. Giờ đúng. Dạ, đúng rồi lần cô cô Phượng gặp con Lần cô gặp Phượng, cô Phượng gặp gặp con, con làm một người trên phố, hăng vọng phu cho một cảnh, cảnh sát quốc gia. ngon ừ. cũng mình đóng góp với trong những lần học fair ở trường Bova Andendale. Những cái hội trợ y tế đó. Trợ y, y tế, và con khám sức khỏe cho mấy người trong cộng đồng Việt Nam. Cô Phượng cảm ơn con rất là nhiều đã cho cô một cuộc phỏng vấn rất đặc biệt và thú vị ngày hôm nay. Cô chúc con có một tương lai thật là sáng lạng và tất cả những gì con cầu nguyện và mong muốn sẽ đạt được như ý. Cảm ơn, cảm ơn cô Phân nhiều. Quá. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc phỏng vấn giữa Bích Phượng và em Nguyễn Hồ Ngọc An. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những kỳ phỏng vấn lần sau. Cảm ơn quý vị.